Chào tất cả anh em nha. Nay em quay review cho mấy anh em mình xem mấy con máy cày Kubota L2000. Đó. Thì con máy cày nó nằm ở cửa hàng Nông Vương Cơ, Nguyễn Châu. Địa chỉ là 207 Hùng Vương, quốc lộ 56, thị trấn Ngai Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại là 0913 948 706. Đây, con này là ngoại hình xe nó còn nhìn là phải nó là tạo được thôi chứ không có đẹp xuất sắc lắm nha anh em. Đó thì bên em là có những con máy cày nào em đăng lên cho anh em mình xem, thì anh em nào mua được thì anh em liên hệ qua số điện thoại 0913 948 706 nha. Con này ngoại hình nó nhìn nó hơi khá, nhưng mà được cái bánh vỏ nó còn rất là mới luôn. Xi nhan để hai bên. Con này nó chạy được 1735 giờ. Tua 3000 số này, số chạy nó là 4 số. Hôm nay cần số xới. Đây dàn lốc nè, dàn gầm còn rất là mới luôn. Đây cặp kiếm nè, kiếm đùi đồ của phần phía sau nè, nước sơn nè, con này là nước sơn zin 100% nha anh em. Cái chiếc máy cày là không có đuôi, anh em nào mua thì bên em là bắt đuôi đều đầy đủ cho anh em mình. Cặp bánh hai bên đều còn rất là mới luôn. Mâm này. Số này số nhanh chậm nằm ở đây. Đây. Mã số là đó, L2002. Đèn đầy đủ. Cho anh em mình coi cái máy ở bên trong nè. Máy còn khá là mới luôn. Đây. Nước sơn còn xanh âm luôn nha nè. Thường thường là nó xài nhiều là mấy cái chỗ đầu của láp này nó chóc sơn hết nè. Con này nước sơn còn đầy đủ hết. Que. Rồi để em test nổ cho anh em mình nghe thử tiếng máy nha. Cầm. Đứng ở đây nè, đứng ở đây. Rồi đứng ra chờ đi.
Rồi bây giờ anh hỏi lên để tới chạy lui cho anh em mình đập ga đây, đập ga đây. Hết ga luôn. Đập ga. Ờ, máy móc là hơi hóm là ba anh em xài luôn, bao hơi bao khói bảo hành bên em cửa hàng em bán là bảo hành 1 năm. Rồi chạy tới đi. Lui lại. Con này là nó là một cầu nha anh em. Xuống xới coi cái đường đó. Đây đây xuống xới nè. Rồi đi xuống nhanh đây, xuống nhanh đây xuống lớn rồi, nhanh lắm. Đó. Lên đó. Xuống bên đi, hạ bên xuống bên. Rồi được rồi. Đó, tắt máy được rồi. Ở đó em quay là thử thao tác là vô xuống xới rồi chạy tới chạy lui đồ đó rất là ok đó nha anh em. Đó, anh em nào mà kết con máy cày này thì liên hệ qua số điện thoại 0913 948706 giúp em nha để biết giá cả nha anh em. Đó. Con này trên đây phần này nó còn chút sơn còn rất là mới luôn, bóng lưỡng luôn nè. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Đó, anh em nào xem video thì thấy hay thì cho em một like, một share. Và nhớ subscribe kênh em để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Còn em nào mua cái động cơ này, con máy cày này thì anh em liên hệ qua số điện thoại 0913 994806 để biết giá cả giúp em nha anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.